máy nó quan trọng lắm nghe Út. Mọi người, đây là chiếc Cúp 70 đời 81, xe còn khá mới. Tính từ năm 81 tới bây giờ thì thành ra là khoảng 30 mấy năm, nhưng mà ngoại hình còn rất là mới phần trăm. Nhìn từ cái con ốc cho tới những cái chi tiết mới, đây mọi người xem những cái con ốc nó chấm màu vàng của hãng, hình như là nó còn nguyên si đấy, rất là đẹp. Kế tiếp nữa là còn zin luôn, đây logo của nó đây, Honda chính hãng, rất là đẹp, nhựa rất là cứng, rất là chắc, nó chỉ cũ theo thời gian thôi. Đây mọi người coi, rất là đẹp. Là những cái cụm đèn xi nhan da băng đàng hoàng, đây hai bên rất là zin, da băng đây, phải trái vẫn còn ổn, đây rất là tốt, rất là tốt. 80 mấy năm, 30 mấy năm nhưng mà không thua gì những chiếc xe đời mới bây giờ, nó còn nguyên bản hết. Đó mọi người coi đây, kim vàng giọt lệ, chìa khóa của nó hầu như là chìa khóa công tắc đây, bật nghe rất là ngọt, kêu rất là khớp. À, anh có thể lấy chìa khóa ra xem. Đây mình lấy chìa khóa ra, đây chìa khóa đặc trưng của Honda D1C. Và mình còn mở cái chìa khóa này ở cổ cho mọi người thấy luôn, coi nó còn zin hay không. Ok, còn zin nhá mọi người, đây còn zin đây, một cái ổ khóa, tiếp một cái nữa bên đây, đây là cái chìa khóa, có thể là khóa nó không có đúng hay không nha. Ok luôn, khóa zin luôn đây, còn nguyên một phải của xe, cốp tem gì còn tương đối là rất là sáng sủa. Đây cua bình xăng bên đây, dọc đây cái nguyên cái niềng, tuy nó cũ theo thời gian thôi. Sơn nhông đĩa sơn nằm ở đây, mọi người thấy đây cũng có những cái dấu chấm vàng của không biết là sáng sủa. Đây là cần đạp số, mình nhìn thấy nó không mòn là bao nhiêu, chắc là cũng nồng của cái máy nha. Hầu như theo mình nghĩ thì chưa làm như chưa khui, còn miếng ron rất cũ của nó luôn, đây khô sạch không có một miếng nhớt luôn, rất là sạch sẽ, không có một chút xíu gì gọi là cũ hết. Như vậy là chúng ta vừa xem qua giới thiệu về những cái kết cấu còn mới của chiếc Cúp 70. Còn bây giờ thì ta nhìn tổng thể về thiết kế của nó. Phải nói không? Ở cái khác nữa hả? Chị trước đi kiếm cơm chắc.